Chào các bạn nhé. Sau khi đã lắp ráp xong hệ thống giảm sóc trước, sau và hệ thống treo trước, treo sau, cầu trước, cầu sau và bốn bánh xe lên bộ khung hoàn chỉnh, thì em xin có một số cái diễn tả, hay còn gọi là cái thuyết minh về cái phần khung ưu nhiệm điểm và nhược điểm của hệ thống giảm sóc treo bánh xe và các loại loại 4 chỗ như thế này các bạn nhé. Đấy, thì mong các bạn chú ý nhớ xem theo dõi những cái video tiếp theo của mình ra. Thực tế thì mình cũng vừa làm vừa có học hỏi, chứ cũng không thể nào mà một lúc lắp hoàn chỉnh một con xe được. Người ta có cả một dây chuyền robot các thứ rồi, các kỹ sư các kiểu, còn mình đây vừa làm vừa nghiên cứu cái đầu tiên, cho nên là nó cũng có nhiều bỡ ngỡ. Thì các bạn xem video thì có gì góp ý kiến chứ cho mình, để mình hoàn thiện dần cái sản phẩm, cũng là một cái để cho các bạn nghiên cứu thêm về cái hệ khung gầm 4 chỗ. Thì như mình thấy đây thì cái hệ khung gầm này là rất ưu việt. Đấy, loại này thì nó sử dụng hệ thống treo giảm sóc sau lò xo và giảm sóc trước mà thuộc hệ phục nhún. Cái giảm sóc sau và giảm sóc trước, mình đi vào cái hệ thống giảm sóc sau trước. Thì đối với cái hệ thống giảm sóc treo sau đây, nó được sử dụng hệ thống treo bằng lò xo. Cái này bên em vẫn bán đấy. Và đây hôm nay chính là cái chỗ để cho các bạn theo dõi về cách lắp đặt như thế nào. Đây, cái hệ thống treo thì bao gồm một lò xo và một cái phuộc giảm chấn. Đây chính là cái phuộc giảm chấn, như các bạn xem video trước rồi đấy. Thì cái này khi rút lên nó sẽ còn một khoảng, và khi ấn xuống sẽ còn một khoảng nữa. Vì vậy khi các bạn lắp đặt là các bạn lưu ý là cũng rút ra một lửa như này, và bắt đúng như này cho mình là vừa cỡ luôn. Đấy, thì cái này khi giảm sóc ấy, thì nó sẽ nhún, và khi hất lên ấy, thì cái này nó sẽ giảm lại, giảm giật. Đấy, còn đối với cái thanh rằng này, ổn định khung này, thì một đầu thanh rằng này nó sẽ được bắt với cái cầu, và một đầu nó sẽ bắt lên với cái khung xe. Cái này có cái chức năng là để khi mà các bạn đi vào cua thì cái xu hướng nó sẽ văng sang một bên, văng sang cái xe, nó sẽ văng vào hướng bên ngoài của cái cung cua. Thì cái thanh này nó sẽ giữ cho cái khung và cái cầu này là ổn định trên cùng một vị trí. Thì đây gọi là thanh rằng. Tất nhiên các bạn làm những cái dòng xe nhỏ hơn những cái dòng xe này thì cái thanh này cũng có thể bỏ đi cũng được. Đấy, bởi vì là mình làm xe nhỏ và tốc độ chậm thì nó cũng không văng nhiều. Tuy nhiên nếu có để làm thì càng tốt. Cái này nó cũng không yêu cầu về cầu kỳ lắm. Đối với những cái xe nhỏ các bạn có thể mua hai cái rô tin hai đầu. Tuy nhiên thì mua một cái rô tin như thế nó cũng đắt ngang với mua một cây như thế này. Thì theo mình nên mua một cây như này. Cây này bên mình đang bán là 100 một cây. Đấy, đấy là cái hệ cầu sau. Và các bạn lưu ý đối với dòng xe điện thì thường thường người ta làm khung rất là nhỏ gọn, càng nhẹ càng tốt. Ở đây người ta đa số đóng hộp 3x4 thôi. Mình đóng hộp 3x4, những cái chỗ nhỏ là mình đóng có 1x2 thôi. Rất là nhỏ gọn đấy, và nhẹ. Hộp thì 1.4 ly. Đối với hệ cầu trước thì như các bạn đã để ý đây, thì sử dụng phục nhún, hai lò xo hai bên chống đứng như thế này, chống đứng như thế này, và cũng có một cây thanh rằng. Đây chính là cái cây thanh rằng như này. Thanh này bên mình cũng có bán nha. Tất cả những cái video này là trong nhà mình để bán. Và trên cái cây này thì nó cũng sử dụng cái
hệ thanh rằng ổn định khung, đây là cái thanh rằng này. Đấy. Thì đây theo nhà sản xuất thì người ta thiết kế như này. Tất nhiên các bạn nhìn thì nó rất là chéo như này. Tuy nhiên người ta đã tính toán là cái mức độ là khi mà nó giảm sóc thì cái cây này nó sẽ đẩy lên một chút thì cái độ chéo này nó sẽ giảm đi nhiều. Đấy, còn ban đầu chưa tải, chưa người thì nó sẽ làm chéo như vậy. Ở đây thì hệ thống lái nó sẽ là sử dụng hệ thống lái một đầu, thước lái một đầu. Đấy, thước lái một đầu đây. Hai bên thì được giằng với nhau. Và sẽ thước lái là sẽ được bắt vào đây. Bắt vào một cái bản mã này. Bên mình thì sẽ vẽ lại tất cả các kích thước này cho khách hàng. Những khách hàng nào có nhu cầu mua phụ tùng bên mình thì em sẽ vẽ lại. Tất cả đây là đồ của nó này, ghế này, ghế trước, ghế sau, đấy, và cái bửng sau này. Đấy. Còn đây là mặt trước này, đây là mặt trước của ô tô này, sẽ bao gồm đèn pha, hai cái hốc đèn pha đây. Đấy, ở trên này nó sẽ là cái lắp cabo. Còn đây là cái tấm mái này. Tấm này thì sẽ có kính rời, sẽ có cửa sổ rời đó. Đấy. Thì, cái ưu điểm của cái hệ thống treo ấy thì cái không gian ngồi xe nó rất là rộng. Đấy, như các bạn nhìn này, không gian rất rộng, gầm thì thấp, không gian thì rộng và nó êm. Cái hệ thống treo thì nó không đắt hơn so với cái hệ thống nhíp là bao nhiêu. Đấy, thì các bạn là có thể nghiên cứu một cái mô hình như này để đóng xe. Mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0983818955. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để nhận được những cái thông báo mới về những cái phần sau của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chỗ này thì tổng trọng lượng của toàn bộ chỗ mình lắp đặt đây là 100 kg các bạn nhé. Đấy, rất là nhẹ gọn, mới có 100 cân thôi.